hụt của Nguyễn Phạm Hồng Duy và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Sau pha xử lý rất tốt của Uche. Sau pha làm đường Uche đúng dứt điểm. Tỷ số đã được gỡ hòa 2-2 cho FLC Thanh Hóa sau pha xử lý rất hay của Lê Quốc Cường. Pha lập công của Uche.